trang trại dế Thanh Xuân gửi hàng cho các bác khách hàng ở Bắc Ninh và Tuyên Quang. Do cái lượng hàng không nhiều nên chia mỗi người một ít. Thùng này đóng được khoảng 15 cân. Khoảng tầm chắc là tuần tới là bắt đầu dế là sẽ nhiều lên rồi. Đây là thùng dế đang sinh sản. Khi bà con cho dế đẻ, nếu mà dế nó lên đẻ hay đẻ nhiều thì một ngày được 2 lượt, còn nếu nó lên vừa phải thì mỗi ngày bà con sẽ thu được 1 lượt trứng. Khi mình cho dế nó đẻ thì lên ghi những cái ngày vào cái khay ấy, thì sau này bà con sẽ căn được cái ngày trứng nó nở để mình bỏ ra. Bà con nuôi dế thì chỉ cần mua giống 1 lần thôi, sau đó nuôi lên sẽ chọn số con bố mẹ làm giống, còn lại là mình bán. Từ đó thì bà con nhân ra nhân đàn ra, nhân nhiều hay ít, cái lượng trứng bà con lấy nhiều hay ít thì tùy. Ví dụ cần lấy nhiều lượng trứng hàng ngày thì bà con cho bố mẹ đẻ nhiều. Con dế nó đẻ được khoảng từ 10 đến 20 ngày thì dế nó đẻ hết trứng, nó sẽ hết vàng đi. Cho nên là bà con cần nhiều tăng lượng bố mẹ lên hàng ngày thì đẻ ra nhiều khay trứng. Còn trứng thì cho đẻ ít thôi. Nhiều khi cho đẻ nhiều quá nuôi không khỏe thì cái lượng trứng ra hàng ngày bà con tự căn chỉnh để theo cái lượng bán của mình. Khách hàng có nhu cầu lấy các cái mặt hàng thực phẩm thì xin mời truy cập website trang trại thanh xuân.com để xem các cái mặt hàng trang trại đang bán. Ở thời điểm này thì có dế mèn, trứng kiến, sâu vàng, sâu dài và ve sầu non. Thì những cái mặt hàng mà bà con nuôi được ấy thì nó sẽ có quanh năm. Còn con côn trùng tự nhiên ví dụ như ve thì nó sẽ có theo thời vụ, chỉ vài 3 tháng là hết. Cho nên khách hàng mà có bán được những cái loại nào mà con tự nhiên mà mình bán được nhiều thì nên gom hàng vào để bán dần. Cái hàng tự nhiên thì nó không có lâu dài được để khách hàng bán. 950 để đây. Tên gì đấy? Có công thế. Còn những cái con mà nuôi được thì sẽ có quanh năm, chỉ hết hàng độ vài ba hôm thì lại có. Để biết thông tin chi tiết thì xin mời khách hàng và bà con truy cập website trang trại thanh xuân.com. Ở trong đó trang trại có giới thiệu đầy đủ về các mặt hàng. Về chăn nuôi thì có các cái gói thu mua, giá bán, giá mua, rồi cách đóng thùng, những cái dụng cụ để nuôi, trong đó có đầy đủ hết. Thì mọi người vào xem, sau khi xem kỹ rồi cần tư vấn hay là thắc mắc vấn đề gì xin mời gọi điện đến trang trại để trả lời và tư vấn. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của trang trại Thanh Xuân. Kính chào bà con và khách hàng.